Sáng ngày 4 tháng 8, tại Hà Nội đã chính thức khai mạc Diễn đàn Bất động sản Du lịch Biển Việt Nam năm 2018 với chủ đề Quản trị đầu tư và kinh doanh hiệu quả. Diễn đàn là nơi các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trao đổi, thảo luận về các vấn đề đang được quan tâm nhất hiện nay về đầu tư và vận hành, khai thác kinh doanh các dự án bất động sản du lịch biển Việt Nam. Diễn đàn tập trung thảo luận các nhóm chủ đề chính, tình hình phát triển bất động sản nói chung và bất động sản du lịch biển Việt Nam nói riêng, những vấn đề đặt ra về chính sách đầu tư và vận hành. Du lịch Việt Nam đang cất cánh, mở ra cơ hội đầu tư bất động sản du lịch biển, toàn cảnh thị trường bất động sản du lịch biển Việt Nam, thực trạng và triển vọng. Góc nhìn quốc tế, nắm bắt những xu thế chủ đạo của ngành du lịch, khách sạn để đầu tư và kinh doanh bất động sản du lịch biển thành công tại Việt Nam. Bất động sản du lịch biển đang trở thành một trong những lĩnh vực kinh tế đầy triển vọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, các đơn vị liên quan, khai thác, vận hành kinh doanh các dự án trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, thị trường bất động sản du lịch biển và nghỉ dưỡng của Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như sự chưa rõ ràng về pháp lý của một số sản phẩm bất động sản du lịch biển, làm thế nào để quản lý, khai thác vận hành dự án bất động sản du lịch một cách có hiệu quả, giúp mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư, nâng cao chất lượng và đa dạng dịch vụ chất lượng cao của các sản phẩm bất động sản du lịch biển để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của du khách.